Xin chào mọi người, hôm nay nhà em lại xuất hàng đấy ạ. Xếp hàng vào miền Nam cho khách. Nè, con đứng thấp này hay đứng cao không? Chết giờ mới cho bạn hàng rớt xe rồi. Bạn hàng có mấy cái cúc này vứt ra đầm nâu, mình vứt ở trong nhà anh nửa không vứt, vứt ra đầm nâu. Để này á, để này là bị còn à? Khách nhìn thấy à? Thì chụp ảnh như xe đây. À. Thế nhưng làm ăn thì bây giờ phải chụp ảnh xe đó, biết là xe ấy. Bán 8 triệu. Báo giá thế thôi, báo bán giá như tờ báo thôi. Là được. Tôi chết rồi, ghi nhiều 18 triệu. Báo giá 8 triệu là được, là có công rồi. Nhưng mà quan trọng là nhà ông còn không để mà bán nữa chứ. Ôi, cái này cảm giác nó thật xe đấy. Vướng là vướng các cái bên trên thôi chứ. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai mươi. Hôm nay mình còn bảo đánh thêm 5 cây.